Xin chào mọi người, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người sử dụng máy đo điện trở tiếp điện, tiếp đất. Tên của máy là Kyoritsu, model là KW4105A. Bây giờ mình sẽ tiến hành mở bóp máy. Đây là hai thanh tiếp đất và cắm xuống đất. Đây là máy. Pin để hướng dẫn sử dụng. Ở bên này là dây dẫn, dễ dẫn và que kẹt. Trước khi sử dụng máy thì ta bỏ pin ra trước, rồi hàn chốt. Ở đây có 6 cục pin. 6 cục pin 1.5V thì bắt đầu bật vào. Theo ta mở máy, các bạn để ý khi mở máy các bạn phía sau đây nó có một số cái giắc cắm, ta xoay mở máy, ta bắt đầu xoay lại. Rồi khi sử dụng máy bây giờ ta sẽ kiểm tra nó sẽ vô pin chưa. Đó, nó hiện nguồn có nghĩa là vô pin. Ta bắt đầu cắm dây dẫn của máy vào. Mình sẽ hướng dẫn sợi dây dài trước. Đây nó có hai màu. Ta sẽ cắm vào tương thích với cái màu tương đương của nó. Màu đỏ ta sẽ cắm vào màu đỏ. Màu vàng ta sẽ cắm vào màu vàng. Bạn để ở đây nó có một cái điểm bấm, hai thanh que này ta sẽ gắm dưới đất và ta sẽ bấm nó lại ở đây, bấm cho nó dính chặt đó, bấm lại. Tương tự bên này, ở đây có thể bấm màu đỏ màu vàng đều được. Đó, hai thanh này là sẽ gắm gì đó.
theo là chuyến thăm màu xanh. Thanh màu xanh thì ta sẽ cho nó vào cái chất này, đúng vào cái màu của nó, cái chua màu xanh. Và cái này ta sẽ bấm vào cái vật mà ta cần đo để tiếp đất. Khi kiểm tra thì ta để ở chỉ số thông thường thì ta sẽ để từ vị trí 2000 ohm cao nhất, ta sẽ kiểm tra từ từ, từ lớp thấp tới nhỏ. Khi tiến hành đo ta sẽ xoay, ấn vào, bắt đầu xoay. Đây là đối với một số ta đo ở những vị trí dài, ở khu vực khoảng cách đất rộng, ở đây nhà sản xuất cho rất nhiều là nhiều dây. Còn đối với khi ta đo ở những vị trí có khoảng cách diện tích hẹp hơn thì ta sẽ không dùng cái dây này. Rồi ta sẽ chuyển sang sử dụng cái bộ dây ngắn như thế này để kiểm tra. Thì cũng tương tự như bộ dây dài, thì ta sẽ cắm bộ dây ngắn vào. Ở đây có hai loại màu, hai sợi dây màu đỏ và một sợi dây màu xanh. Thì tương tự, hai dây màu đỏ cũng tương ứng với hai dây màu vàng màu đỏ dài này, còn dây màu xanh cũng tương ứng với cái bộ dây màu xanh này. Thì ta cũng gắm cho nó chính xác màu vào. Ở đây cắm vào. Nó sẽ cắm vào màu đỏ. Ở đây nó có hai cái chui. Thì sẽ gắm vào. Ở đây màu đỏ, màu đen gì ta gắm bên nào cũng được nha. Gắm vào. Và tiến hành cũng tương tự như cái này, ta sẽ tiến hành dùng cái kim này kẹp vào hai cái điểm tiếp đất.